À, xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của tôi, và hôm nay thì mình lại muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta đẩy bài và làm thế nào để chúng ta có thể đạt được một cơ số điểm tốt đối với các cái chuyên đề liên quan đến tượng và đặc biệt là liên quan đến hình họa tượng. Thì ở đây thì hình họa tượng thì như các bạn thấy là chúng ta thường áp dụng cho các bạn đang có chuyên đề đi thi, ví dụ như thi một số các trường như nào Kiến trúc Hà Nội hoặc trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, một số trường như là trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đấy, thì một số các cái trường này là cái đề bài mà người ta cho các bạn là cái đề bài liên quan đến đầu tượng. Một số trường thì nó sẽ có các cái môn khác nhau và dựa vào các cái tiêu chí đó để các bạn có thể chúng ta học vẽ và chúng ta lựa chọn cái chuyên đề vẽ của các bạn phù hợp. Thì nên nhớ rằng là để mà các bạn là có thể vẽ được những cái bài tượng tốt thì chúng ta luôn luôn phải hình dung là mình phải đi đi mình phải đi học từ những cái thứ cơ bản nhất, đúng không ạ? Và chắc chắn là không thể quên được những cái thứ như là khối cơ bản, tượng phạt mà, rồi là những cái phần liên quan đến tĩnh vật. Đấy, thì ở phần này thì là cái các cái bài này nó sẽ cần phải đẩy như thế nào thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Và nhận xét qua một cái bài này của một bạn học viên online bên mình chưa qua phần chữa, chưa qua phần đẩy bài thì các bạn thì lên được như thế này trong khoảng thời gian là đâu đó khoảng tầm hơn 3 tiếng một chút. Thì bây giờ cái phần này thì các bạn ấy đang làm ở đây thì nó có những cái đặc điểm gì và các bạn cần cứ phải lưu ý như thế nào. Ở đây thì đầu tiên là bạn làm cái phần dựng hình của bạn ấy thì nó cũng đã khá là tốt rồi, khá là tương đối rồi, đúng không ạ? Có một số chỗ thì giờ bạn đang hơi bị làm đấy là nó đang hơi bị theo cái phần mẫu quá, ví dụ như cái chỗ này đấy. Cái chỗ này thì về bản chất ra thì nó không phải là phần tóc như thế, hay là không phải là phần đầu của nó bị lõm vào như vậy, mà nó chỉ đơn giản là với một cái phần mối ghép của phần tượng thôi. Khi nó ghép vào thì phần này nó lõm vào với nhau và nó tạo ra cái phần lõm như thế này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chứ nó không phải 100% là cái phần này nó là một cái cấu trúc của cái phần đầu tượng. Và nếu như các bạn vẽ thì chúng ta có thể bỏ cái phần này đi thì nó sẽ có thể có một cái phần tốt hơn. Thì đương nhiên là nhiều bạn là vẽ theo mẫu thì cứ nghĩ rằng là bây giờ mẫu như thế nào thì mình vẽ như thế, là hoàn toàn đúng 100%, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn hình dung là chúng ta tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi nhá. Ở đây thì đương nhiên là phần hình ấy thì nó cũng tương đối không phải chuẩn 100% được. Ví dụ như là cái phần bệ này là của bạn đang làm ở đây là nó đang hơi bị mỏng. Phần bệ bên này nó sẽ có cái độ dày hơn một xíu, đúng không ạ? Và cái độ cao của cái thằng này. Và các bạn có thể thấy độ độ cao của thằng này. Đấy. Và cái độ cao của thằng này đây. Thì các bạn thấy nó đang bị sai, nó đang bị sai về cái phần đấy. Và như vậy nếu như đúng ra thì cái thằng này nó sẽ phải sao ạ? À, thằng này nó sẽ này phải có cái độ rộng lên trên, đúng không ạ? Và chéo cái này lên trên đấy, chéo lên trên. Vậy nó đúng ra nó sẽ như thế này. Và tiếp tục thì đương nhiên là thằng này chúng ta cũng phải vẽ phần đáy của nó ra rồi, đúng không ạ? Rất nhiều bạn là không vẽ phần đáy theo cái phương pháp gọi là theo cái phương pháp trong suốt, và khi vông không vẽ theo cái phương pháp trong suốt như vậy thì nó sẽ rất dễ làm cho phần bài của các bạn nó bị lệch đi một số những cái đặc điểm hoặc là một số những cái cấu trúc cơ bản. Và các bạn thấy không, một số đặc điểm của bạn đang làm ở đây rất là tốt về phần khối, phần tổng thể tương quan, thế nhưng mà lại chưa chưa làm mạnh về những cái như là phần gì ạ, như là cái phần phần mảng hay một số phần sắc độ. Thì người ta bảo là thì bây giờ sắc độ thì nó cần phải đen không, thì theo mình thì sắc độ thì nó không cần phải quá đen. Đấy, không cần phải có đen, miễn làm sao cái bài của các bạn nó có cái phần nổi là được nhá. Ví dụ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần này đây, tức là cái bài của các bạn ấy chúng ta có một cái phần nổi là ok, không nhất thiết chúng ta phải 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 dạ. Không nhất thiết chúng ta phải đen xì dạ. Thì bản chất ra thì để mà cái bài của các bạn nó nổi thì không phải chúng ta cứ làm cho cái phần sắc độ đen cháy lên là nó tốt, và chúng ta chỉ cần hình dung là nó sẽ có một cái phần quan trọng chúng ta cần phải đẩy lên thôi. Ở đây các bạn thể thấy được rằng là cái phần sáng nhất nó sẽ chỉ tập trung vào cái khoảng này, đúng không ạ? Và nó có cái phần tương phản rất mạnh ở cái phần này đấy. Nhưng mà đối với cái phần bài của bạn thì nó đang chưa làm cái điều đó, và chúng ta thấy nó đều xám, cả cái bài này nó đều đều giống nhau, thì nó cũng là một cái gì đó chưa 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 chưa, chưa thuận tiện lắm, đúng không ạ? Và nó chưa được tối ưu. Thì vì sao là những cái phần này ở đây chúng ta thấy nó những cái khoảng bên trong này thì nó lại là những cái khoảng nhẹ nhàng hơn, nó không phải là cái khoảng mà nó trắng hay không phải là cái khoảng nó đen xì. Thì
Vì ở trong phần đấy chúng ta có những phần phản quang và có những phần tối, cũng như là cái ánh sáng nó chiếu theo hướng này đúng không nhỉ, thì nó sẽ gần nguồn sáng hơn so với những phần bên trong kia. Các bạn có thể hình dung là câu chuyện nó là như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp tục đẩy bài đúng không ạ, thì chúng ta sẽ đẩy đẩy nó theo các cái vị trí đi. Thì mình làm ấy thì về bản chất ra thì mình thường hay đẩy theo cái phần bộ phận mắt mũi mồm trước. Thì bây giờ giả dụ cái bài này của các bạn đấy mà đi thi ấy, vẽ trong khoảng thời gian là 3 tiếng đồng hồ là đẹp, và 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta có vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa đúng không ạ. Đấy, và 1 tiếng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quay lại cái câu chuyện đó là nhấn như thế nào, làm sao để cho cái phần bài của mình nó đậm, làm sao để cái bài của mình nó sẽ có cái phần tương quan hơn. Đấy, chúng ta sẽ phải nhấn phần đường biên ra làm sao để tăng cái độ đậm của nó, làm sao để tăng cái độ đậm của nó. Tiếp tục đưa là chúng ta sẽ ở đây thì nó mình sử dụng cái iPad cho nên là nó sẽ hơi có tính chất là nhỏ, nên mình sẽ phải zoom lại một số cái vị trí nhỏ để mình có thể đánh nét được hoặc là làm tốt cái phần vị trí nó được đúng không? Rồi các bạn có thể nhìn thấy những cái phần như là mắt này, đây không phải là cái hiện trạng ít người gặp mà là rất nhiều, và gần như là sau khi mà mình thấy là học viên của mình cũng thấy một số các bạn thi khối V đúng không ạ, và các bạn làm bài rất là nhạt. Nhạt ở đây là do các bạn ấy làm chưa tương quan với phần quy trình. Đấy. Ví dụ như cách thước để các bạn có thể lên 4B, 5B như thế nào thì đấy cũng là một trong những cái kỹ thuật và phải học đấy, và chúng ta phải làm nhiều lần thì cái kỹ thuật đấy của các bạn nó mới tốt được 100%. Đấy. Còn nếu không chúng ta không làm kỹ thuật đấy thì chúng ta rất khó kê trận, rất khó. Ta sẽ phủ các cái phần kia vào đúng không ạ, và thêm thắt các cái phần này. Thì tiếp tục thì những cái phần vị trí đấy của nó là phần quan trọng đúng không, thì chúng ta lại cho tiếp phần mũi đây. Thì ở đây mình sẽ để cái phần tương quan của nó vào đây một chút nữa. Các bạn có thể thấy đây là cái cách mình hay hướng dẫn cho học viên của mình đẩy bài hoặc là chỉnh sửa bài theo cái phương pháp online. Tức là khi mà các bạn nhìn xong cái video này đúng không, hoặc xem cái phần live stream của cái phần này ấy, thì là các bạn ấy vẫn đẩy bài của các bạn để tiếp. Và bình thường ví dụ như bây giờ mà học offline ấy, mà mình hướng dẫn như này ấy, là thành ra là cái bài này nó là cái bài của mình rồi. Đấy. Tức là mình đẩy cái bài nó lên tốt quá rồi thì nhiều khi học viên của mình cũng không biết phải làm cái gì nữa. Thì như vậy là online ấy, là các bạn hoàn toàn có thể phải 100% là các bạn phải đẩy cái bài của các bạn lên nhé. Nó có thể giúp cho các bạn có được cái tư duy tốt hơn và cái khả năng các bạn thực hành tốt hơn rất là nhiều. Đối với cái quy trình nhấn như thế này thì mình thường tập trung vào các cái nét êm, nhẹ nhàng và các cái nét nhấn, các cái nét tô một chút để cho nó có cái khối nó mạnh lên một xíu nữa các bạn. Chạy rồi, những cái phần vị trí tiếp theo của nó cũng vậy đúng không ạ? Và kể cả những phần dưới này cũng vậy đúng không ạ? Ở đây thì cái phần cằm ấy thì nên tăng cho nó đậm một tí. Và các bạn có thể thấy rằng là mình tăng ấy, thì mình sẽ chủ yếu tập trung tăng vào những cái phần đậm trước, và nó sẽ tăng được các cái phần đậm của nó lên rất là mạnh. Đấy, rồi các bạn có thể thấy là cái khoảng cổ của cái bài này nó đang hơi sáng, và nếu như chúng ta để đến phần sắc độ của nó thì nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 3-4 độ thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà để chúng ta để sáng hơn ấy thì nó lại không phù hợp. Chúng ta sẽ tăng tiếp các cái phần này. Chúng ta sẽ tăng tiếp các cái phần này lên các bạn, và mình cũng có bảo các bạn học viên này là đánh nét ấy thì mình nên đánh nét nó mạnh lên một tí mà nó chảy chảy được. Chúng ta sẽ phải lưu ý về cái việc đó một tí nhá. Đấy, là chúng ta đánh nét thì chúng ta sẽ đánh cho nó có cái phần caro một chút, chứ không phải là chúng ta đánh nó để nó bị mảnh quá đúng không ạ.
mảnh quán thì thường khi mà các bạn đánh lên đấy nó sẽ cảm giác nó hơi bị lâu đấy, và chúng ta có thể đánh cái nét nó thưa hơn một chút, dày hơn một chút, và nó có cái tính chất phủ tí hơn, phủ hơn một tí được chưa ạ? Ok, thì đấy là một số những cái phần chia sẻ nhỏ thôi. Và để vẽ một cái bài đây, một cái bài đây như thế này thì chúng ta thường sẽ mất trung bình tầm 30 phút đúng không nhỉ? Đấy, 30 phút đến 1 tiếng nữa để các bạn có thể làm tốt hơn cho cái vấn đề của mình nhé. Rồi có câu hỏi nào thì các bạn nhớ comment cho mình bên dưới bản. Mình sẽ có thể hướng dẫn cho các bạn một số cái kỹ thuật để các bạn có thể đẩy cái bản của bạn tốt hơn. Và nhớ rằng là comment ở phần bên dưới. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn xem cái video này và xem kênh của mình thì các bạn hãy để lại cho mình một đi, một like và một subscribe. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.